Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình tin tức của Đài Việt Mỹ Television. Và bây giờ Ngọc Thủy gửi đến quý vị phần tin Việt Nam. Kính thưa quý vị, tin Việt Nam đầu tiên nói về Thủ tướng Áo nêu vấn đề nhân quyền với Thủ tướng Cộng sản Việt Nam. Thủ tướng nước Áo là Sebastian Kurz đã nêu vấn đề nhân quyền với Thủ tướng Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Xuân Phúc trong hội đàm tại thủ đô Vienna vào hôm thứ Hai 15 tháng 10. Theo tin tức từ nhà báo Hiếu Bá Linh ở Đức, tại cuộc họp báo chung sau khi hội đàm, Thủ tướng Kurz cho biết là hai bên đã đề cập tới nhà nước pháp quyền, dân chủ, nhân quyền và quyền của người dân. Thủ tướng Kurz cho rằng việc tiếp đón các quốc gia thân hữu một cách thân thiện là một việc đúng đắn và có ý nghĩa, nhưng không có nghĩa là phải im lặng về những đề tài nào đó mà hai bên có những ý kiến khác biệt với nhau. Tin cho hay, ban tổ chức chỉ cho báo chí đặt hai câu hỏi, một câu dành cho báo chí Áo và một câu dành cho báo chí Việt Nam. Khi phóng viên Áo hỏi Thủ tướng Kurz về việc hai nước đã trao đổi về vấn đề nhân quyền như thế nào, người phóng viên này đã công khai gọi ông Nguyễn Xuân Phúc là người đứng đầu chính phủ xã hội chủ nghĩa của một nước độc tài cộng sản. Mặc dù đây là câu hỏi dành cho Thủ tướng nước Áo, ông Phúc đã giành quyền trả lời và tuyên bố Việt Nam là một nước dân chủ không có chế độ độc tài. Ngoài ra ông nói Hiến pháp Việt Nam bảo vệ nhân quyền. Trước đó vào ngày 9 tháng 10, ông Phúc cũng đã gây bất ngờ tại hội nghị thượng đỉnh hợp tác Mekong và Nhật Bản ở Tokyo khi lên án mọi hành động bắt cóc công dân giữa các quốc gia. Tuyên bố của ông Phúc làm dấy lên những bình luận về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh do mật vụ Cộng sản Việt Nam thực hiện tại Đức vào cuối tháng 7 năm 2017. Thưa quý vị, CPJ đã kết bản án thứ hai đối với nhà báo công dân là Đỗ Công Đương. Ủy ban bảo vệ nhà báo CPJ vào hôm thứ Hai 15 tháng 10 lên án sự việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam kết án tù lần thứ hai đối với nhà báo công dân là Đỗ Công Đương và mạnh mẽ lặp lại lời kêu gọi trả tự do cho ông ngay lập tức và vô điều kiện. Vào ngày 12 tháng 10 trong một phiên xử kéo dài nửa ngày, Tòa án tỉnh Bắc Ninh đã kết án ông Đương 5 năm tù giam với cáo buộc là lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước. Theo CPJ ghi nhận, ông Đương bị kết án vì đã đăng tải nhiều bài viết và phim ảnh trên Facebook về tệ trạng tham nhũng và những vụ tranh chấp đất ở địa phương. Luật sư của ông Đương là ông Hòa Huy Sơn nói rằng, nhà cầm quyền đã sử dụng những phương pháp không đúng luật để thu thập bằng chứng chống lại ông Đương và rằng ông Đương vô tội. Trong thông cáo đăng trên trang mạng của CPG vào hôm thứ Hai, ông Shaw Cripson, đại diện Đông Nam Á của tổ chức này nói rằng ông Đương chỉ thực hiện công việc của mình là một nhà báo và Việt Nam cần phải chấm dứt việc sử dụng những điều luật tùy tiện và mơ hồ về chống phá nhà nước để bỏ tù các nhà báo. Và ít nhất là 10 nhà báo đã bị bỏ tù tại Việt Nam khi CPJ tiến hành cuộc thống kê hàng năm về số nhà báo bị bỏ tù trên toàn thế giới vào tháng 12 năm 2017, thưa quý vị. Và nghiên cứu của CPJ cũng cho thấy tất cả 10 nhà báo này đã bị bỏ tù về các tội chống phá nhà nước chỉ vì họ làm công việc của mình. Và cũng tại Việt Nam, một ông cụ 86 tuổi và ước mơ đại học. Thưa quý vị, ở tuổi 86, một ông cụ tên là Cao Nhất Linh vẫn ngày ngày đạp xe đến trường để hoàn tất chương trình cử nhân luật của Đại học Đông Đô, bất kể nắng mưa. Theo lời ông Linh, suốt thời thanh niên và trung niên, cụ phải làm việc, đến già mới có thời gian rảnh. Nhưng suốt cuộc đời, tấm bằng đại học vẫn là mơ ước lớn lao nhất của ông. Vào năm 2015, ông thi vào Đại học Luật ở Hà Nội, chỉ còn thiếu một điểm là được nhận vào. Không nản chí, cụ tiếp tục ghi danh vào Đại học Đông Đô, vì theo ông, trường này không nhận thì mình vào trường khác, miễn làm sao phải có tấm bằng đại học. Năm nay đã là năm thứ hai, ông Cao Nhất Linh theo học ở Đông Đô. Giảng viên Nguyễn Thanh Hải cho biết rằng, ngược với sự lo ngại của cô, của các môn học như là luật gia đình, luật đất đai, cụ có thành tích rất tốt, đặc biệt môn xây dựng văn bản pháp luật thì cụ được đánh giá là cao nhất lớp, dù không biết dùng vi tính, phải làm bài bằng bút viết tay. Học là để nâng cao trí tuệ, trí thức, hiểu biết và nhân cách của mình trước cuộc sống.
Đó là câu nói của ông cụ 86 tuổi đã tóm gọn toàn bộ trong chặng đường đại học của ông. Và thưa quý vị, liên quan đến Việt Nam thì một học sinh Bình Định đeo khẩu trang trong giờ học vì hôi thối. Do mùi hôi thối bốc lên nồng nặc từ con kênh Đồng Đế chảy bên hông trường, nên một học sinh trường trung học cơ sở Cát Tinh, huyện Phù Cát phải đeo khẩu trang trong giờ học. Vào ngày 13 tháng 10 năm 2018, thì ông Nguyễn Ngọc Trắc, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Cát Tinh, xã Cát Tinh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, đã xác nhận với báo Lao Động rằng hình ảnh các học sinh đeo khẩu trang trong lúc học được đăng trên mạng xã hội Facebook gây dư luận vào ngày 12 tháng 10, chính là học sinh của nhà trường. Do ngày hôm qua mùi hôi thối từ kênh Đồng Đế bốc lên quá nồng nặc, nên học sinh phải mang khẩu trang trong giờ học, ông Trắc đã nói như trên. Và ông Trắc cho hay, hằng ngày các giáo viên trong trường có ngửi thấy mùi hôi từ kênh Đồng Đế, nhưng không biết là gì. Và bản tin tiếp theo cho biết nổ lớn nghi do ném mìn tại nhà một chủ tịch xã ở Nghệ An. Thưa quý vị, một vụ nổ vừa xảy ra giữa đêm khuya tại nhà một chủ tịch xã ở tỉnh Nghệ An. Công an xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp vào hôm thứ Hai ngày 15 tháng 10 xác nhận vụ nổ xảy ra tại tư gia ông Trần Xuân Lục, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Hợp. Hiện công an huyện Quỳ Hợp cũng đến hỗ trợ công an xã điều tra vụ nổ bị tình nghi là do ném mìn. Một tiếng nổ lớn phát ra lúc 0 giờ ngày 13 tháng 10 đã khiến cho nhiều người dân trong xóm 1, xã Đồng Hợp hoảng hốt. Một số người chạy đến nơi phát ra tiếng nổ là nhà chủ tịch xã thì thấy quang cảnh đổ nát ở phía sau bếp của nhà ông này. Vào lúc xảy ra vụ nổ thì ông Lục đi công tác xa nhà, còn vợ con ông đang ngủ trong nhà. Vụ nổ không gây ra thương vong về người, nhưng đã khiến cho nhiều vật dụng trong nhà bếp của ông, gia đình ông Lục bị đổ vỡ và hư hỏng. Trưởng công an xã Đồng Hợp là ông Phan Văn Hòa cho biết hiện giới hữu trách chưa xác định được nguyên nhân của vụ nổ. Và ông Hòa cũng cho biết thêm là ngay sau khi vụ nổ xảy ra, công an xã đã cử lực lượng đến bảo vệ hiện trường. Và nghi vấn sơ khởi có nghĩa là có kẻ lạ mặt ném vật liệu nổ vào nhà. Trong khi đó, tờ Thanh Niên dẫn lời chủ ngôi nhà xảy ra vụ nổ là ông Trần Xuân Lục nói rằng hiện thời ông chưa thể cung cấp thông tin cho báo chí. Ông Lục cũng cho rằng chưa thể khẳng định đây là một vụ ném mìn vào nhà ông, thưa quý vị. Vừa rồi Ngọc Thủy đã gửi đến quý vị phần tin Việt Nam và bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tức hôm nay của Đài Việt Mỹ Television. Ngọc Thủy cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình tin tức hôm nay và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức lần sau. Thân ái, kính chào.